rồi Đức Phật phải tư duy, phải quán chiếu lại rồi mới là hạ thấp giáo lý xuống, mà từ 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 mới đi giảng chia làm năm thời giáo đó mà. Chứ còn là khi mà chứng ngộ đạo lý mà nhất thừa liễu nghĩa rồi là muốn tịch diệt ngay. Thế thì Phật hồi xưa cũng đã có, các vị A La Hán cũng có. Thí dụ như bây giờ tôi thì cũng là hốt giác hốt mê mà, cũng có lúc vậy, cũng có lúc nghĩa là thấy rằng là mình thấy được chân lý, tất cả đều là mình không làm gì hơn được đâu. Thì thôi thì cái giờ phút này nó có an lành, nó nhẹ nhàng, nó nếu mà cần lúc nào nó muốn đi mà, nó đi được thì là vẫn cứ tốt thôi. Cho nên nói rằng tiêu cực cả chát đời lắm thì không phải, nhưng mà còn cái mà ham để lưu luyến cái gì đó thì nó không ham nữa. Cái ý nó vậy thôi, chứ còn cũng không có gì lạ lắm đâu. Ham gì thì nó hết ham rồi. Còn nói rằng chán thì chán lắm, thì nó cũng không đến nỗi gì, thì mình thấy được chân lý rồi mà. Thì đã để là cái ý hỏi là nó vậy thôi. Còn cái trả lời thì đương nhiên là có rồi, tới bài học là có. Còn có vị nào đây nghe nói gì đây? À, đọc dần chút xíu này coi, thầy Đức. Đọc đại khái, tóm tắt có gì đó. Đại khái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là cư sĩ Nhật Huệ ở Thủ Đức, từng nghe băng kinh của thầy. Đêm nọ nghe tới mặt A cuốn băng số 10 trong bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật, mượn của đạo hữu chúc huệ. Tới đoạn thầy kể có một cư sĩ nọ tặng thầy một bài thơ rằng: đường đời muôn vàng nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Thì khen bài thơ đó và rất là tâm đắc. Thầy còn nói thêm rằng định làm một bài thơ tương tự, nhưng đến nay chưa làm xong, vì một phần Huyền Giác Thiền Sư nói hết rồi, còn một phần có mười mấy tiếng vì cư sĩ nọ gom nói hết rồi. Con bỗng trộm nghĩ mạo muội kính dâng lên thầy tư duy của mình như sau. Ủa sao con sợ cái gì đó không có sao hết, không có thấy, nghĩa là dâng lên cái tờ giấy trắng này, nghĩa là ly ngôn ly ngôn. Này cũng có nghĩa không nói gì hết. Thiệt ra thì có những lúc tôi nói nó không có được nghiêm túc, nó có vẻ đùa. Chứ còn cái văn chương ở trên đời này chẳng những từ hàng tỷ tỷ năm tới đây, mà từ đây cho tới hàng tỷ tỷ năm sau nữa không bao giờ hết. Ông cư sĩ đó làm cũng không hết, không hết chữ nghĩa đâu. Huyền Giác Thiền Sư nói cũng không hết chữ nghĩa đâu. Nhưng mà so với tôi thì tại vì mình non mình kém đó mà, thành ra là mình làm một bài khác nó khó quá, thành ra mình nói vậy. Chứ kỳ thật là chữ nghĩa không bao giờ hết, văn chương không bao giờ hết. Cái đó là coi như là có cái vui đùa ở trong, là so với sức mình. Mình thấy là làm được bài thơ tâm đắc mà mình thích vậy đó là nó khó. Nói vậy thôi. Chứ Huyền Giác nói cũng không hết. Người khác chứng đạo, ta nói kiểu khác vẫn có cách để nói. Nó giống như cái viên ngọc kim cương vậy. Tại vì người đó đứng cái phía đó, ta thấy cái màu, ta nói cái màu đó. Mà mình cũng đứng nhầm cái đó, thì mình thấy mình tưởng đâu là viên ngọc kim cương chỉ có màu đó. Cho nên mình lấp ra một tí xíu, thì nó có màu khác ngay thôi. Chứ không phải viên kim cương có một màu nào đó rồi nói cái là hết rồi, không ai nói được cái khác. Không phải vậy. Cái tôi nói là tôi nói đùa, nói để mà thấy rằng mình còn thấp thỏi lắm, khó làm được một bài thơ hay, ý vậy. Riêng mình bây giờ bắt đầu làm việc. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 1998, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục triển khai về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là tới kỳ thứ 12, tiếp lại triển khai lại cái cho nó kỹ về cái thi ca thứ 12 là cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Thi ca này có 4 câu: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu,
trung hạ đa văn đa bất tính, đảm tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tánh. Bốn câu vậy chứ mà nếu mình học kỹ là nhiều tài liệu lắm á. Dịch nghĩa là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Là cái câu đó, đó nếu mà các Phật tử lâu lâu mà nghe một lần đó là nghe cũng nói tôi phá Phật nữa à. Tu hành mà nói khỏi tu không cầu chứng, mình lấy nói rằng đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi canh. Thành ra tôi xin nhắc đại chúng là mình phải học từ từ từ, nếu mình thiệt tình mà học thì học từ từ nó hiển lộ ra, cái giáo lý nó tự lộ ra, nó hiển bày ra. Chứ mình nghe một bữa rồi mình nghĩ, hoặc mình bực bội mình nghĩ, hoặc mình phản đối rồi mình nghĩ gì đó thì nó không có loài ra được. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi canh. Vì sao mà ta nói như vậy? Ở dưới đây ta giải thích đây. Diệt kiến tư, diệt hết cái tiền. Chữ cái của hổm tôi nhắc là chữ cái phải đánh chữ qua lên. Chữ tiền chữ qua lên có nghĩa là cái tức là ngũ cái, tiền tức là thập tiền. Mà ngũ cái và thập tiền á, và kiến tư hoặc á, là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, của khổ đau. Mà người ta diệt hết kiến tư hoặc rồi, có nghĩa là người ta xuất ly tam giới rồi, diệt hết ngũ cái thập tiền rồi, người ta có thể thành Phật được rồi đó. Cho nên nó có lý do, chứ không phải là khỏi tu không cần chứng mà không có lý do, không có điều kiện, không phải vậy. Có lý do chính đáng, có điều kiện chính đáng mới là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi canh. Đại thừa thượng sĩ ta tu, ta không có tu lặt vặt, không có tu bìa chéo, rác rưởi, tầm thường. Ví dụ như mình định nghĩa chữ tu là gì? Chữ tu mình đây là phải ăn chay thật kỹ, chứ mà nếu mà ai mà để cái lấy cái chén mà cái chén ăn thường á, mình ăn chay mình không chịu ăn à, cái ăn chay là phải lấy chén ông tủ á, chén kiểu xưa ông tủ á, đem ra đây cho ta muốn chén mà gì đều là phải vậy hết. Còn cái chén ông sống mà con cháu ăn hàng ngày đó không được đem cho ta ăn chay. Mình tưởng vậy là mình tu lắm rồi đó chứ, nhưng mà kỳ thật tu vậy là tu dởm đấy, tu dởm đó, chưa có tu vậy đó, tu bìa chéo, tu rác rưởi, tu cái rè rè. Rồi mỗi ngày vậy đó, hãy đúng giờ, thiệt đúng giờ, mặc áo tắm gội, mặc áo vô rồi lễ bái nghe là 108 lại, rồi tụng mấy thời kinh nghe là tụng mấy quyển kinh cỡ 1 giờ 2 giờ đồng hồ, lại 108 lại cho đủ. Rồi còn cái nước của mình cúng á, như hồi xưa tôi nói nhiều lần là kể cả ông thân sinh của tôi đó, ông tu kỹ lắm, một ngày ông là 6 thời mà cái ly nước cúng á, rót là bưng xuống để cái mặt nào. Hồi xưa cái chung mà gọi là cái chung là đặc của có ông Thái Công Lữ Vọng, ông ngồi ông câu cá trên cái sông Dị á, hễ rót là cái bề đó ra, rồi tới chừng mà cái bằng thâu nước rồi đó, úp cái bề đó phải trở vô đúng bon cái vị trí đó. Còn mà làm sai cái là ông quýnh như là lửa răng té tung ra. Kỹ như vậy đó, không bao giờ cái chung đó mà để sai phía mà được bài thơ. Hễ rót lên là phải nó dây trong dấp, mà khi mà là rót nước vô rồi là phải để cái ông Thái Công Lữ Vọng dây ra phía ngoài, coi cho nó trang nghiêm trật tự vậy, chứ không để mà nó lệch lạc được đâu. Quýnh ghê lắm. Còn bưng đồ đi cúng hả, ông nấu chè ông cúng rồi là bưng ngang trán trở lên. Cái kiểu hồi xưa là nhà nho gọi là cử án tề mi, nghĩa là bưng cái đồ mà cho làm dâu cho cha mẹ chồng là phải bưng ngang trán, ba ngang cái chân mày tới lên. Còn bưng cái dưới thấp vậy nghĩa là cái bóng của mình mà nó ngã vô trong đó là đem cúng trời Phật, không có chứng được. Đó là tu lặt vặt, tu bìa chéo, tu rác rưởi. Vậy mà biết bao nhiêu người tưởng cái đó là tu ghê gớm lắm. Còn nấu chè thì không dám nói nấu chè sôi, không dám nói sôi, mà nói bữa nay là ngày mấy đó, nghe là nấu dẻo và nấu ngọt để cúng à. Còn lúc nào mà cắt cổ dịch bằng ăn thì nói là mua con quẹp về cúng, mà làm được cúng chứ không dám nói tới con dịch à. Thế thì cái kiểu tu đó toàn là bìa chéo, là rác rưởi, là lặt vặt, không có nhầm gì với đạo hết á. Chưa kể nữa là trước khi mà cúng đất làm 4 con gà,
mua một bó vàng bạc về, đè cổ gà ra mượn người ta cắt. Mình không dám cắt, mượn người ta cắt. Cắt rồi đem một bó giảng tiền, phương tiền giảng sanh với vàng bạc rồi đốt ra. Đọc Nam Mô Di Đà, dạ nó tha, dạ nó thiện tha. Cho nó một bài đó, để rồi cắt cổ nó, rồi còn cái thịt đó thì là mình làm, mình chơi. À, rồi cho nó mớ tiền giảng sanh với tiền vàng bạc, để cho nó đi đường, nó giảng sanh cực lạc, còn mình thì chơi cái thịt. À, mà làm như vậy trịnh trọng lắm, tưởng đâu mình tu ghê lắm rồi đó. Nhưng mà đó là bìa chéo, là rác rưởi, là lạc mặt, là rẻ rề. Do vậy cho nên cái tu với cái chứng của cái người mà học đạo á, cái người thượng sĩ á mà, là rồi tất cả khỏi tu, không cầu chứng. Khỏi tu là khỏi tu cái kiểu rác rưởi lạc vặt đó, chứ không phải là người ta không tu đâu. Mà cái tu của người ta đây là tu gì? Diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền. Nghĩa là cái nguyên nhân nào mà nó làm cho con người đau khổ ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Người ta nhìn, người ta biết, người ta học hiểu rồi là người ta diệt ngay đó trong trứng nước. Mà diệt ngay nó trong cái nhân, trong trứng nước rồi không còn, thì là cái quả không bao giờ có luân hồi sinh tử khổ đau. Cho nên không đặt vấn đề tu mà coi như tu rồi hết. Đấy, cái ý của người ta là vậy chứ đâu phải là không tu đâu. Còn ví dụ như mình ăn chay á, trừ ra cái chén nào mà nó ăn mắm kho với ấy rồi nó chấm rau dừa rồi với mắm sặc kho đó, cái chén đó mà rửa không sạch nó tanh vô cùng, để tới lỗ mũi là chịu không nổi rồi. Thế thì cái chén đó là dẹp, không ăn chay cũng dẹp, cũng dục bỏ đi, nếu mà rửa sạch không sạch là đánh đòn nữa. Chứ còn như mà chén ta rửa sạch bình thường thì cứ lấy ra mà ăn không có sao hết, không cần gì phải lấy chén mới. Không có tu cái kiểu đó. Rồi ví dụ như người ta ăn đám cưới cũng vậy, ta ăn gì ta ăn, mà nếu mà mình ăn chay thì mình ngồi mình ăn chơi cái của mình, kế bên đó không sao hết á. Thí dụ như muốn ăn chay dọn kế bên đó mà ăn với người ta, có chuyện gì mà phải cấm kỵ này chứ. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Là đây trong này nhiều người biết lắm mà. Lục Tổ Huệ Năng xưa kia 16 năm ở chung với đám thợ săn. Thợ săn tức là ta ăn thịt rừng, ngũ cốc thì ít mà ta ăn thịt là nhiều. Nhưng mà còn Lục Tổ Huệ Năng thì vì tị nạn mà, mỗi ngày hái rau rồi luộc cá trong cái nồi thịt đó để mà ăn. À, nó là sách vở kinh mà được Phật giáo chấp nhận mà, luộc cá trong nồi thịt đó mà. Mấy ông kia hỏi tại sao là cậu mày không ăn với tụi tao mà ăn vậy? Nó tại vì tôi thích ăn vậy, tôi không thích ăn cái kia. Thế thì đằng kia ta ăn thịt, còn Huệ Năng thì ăn rau vậy. Còn cái vấn đề chính đạo của Lục Tổ Huệ Năng thì đó là cái chuyện riêng của mình bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng vấn đề ăn. À, cho nên là đại chúng để ý vấn đề tu tập là mình tìm cái gốc, cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chi cành ngọn. Cái gốc mà vấn rồi là trồi tưởng nó sẽ xum xê. Cho tôi là thật sự không hề có phỉ báng Phật gì hết. Cho tới bây giờ tôi còn danh vọng gì, tôi còn địa vị gì, tôi còn chức tước gì, tôi còn quyền lợi gì, không hề có. Thế thì là mình còn đối kỵ với ai, đã phá người ta để làm gì, lôi kéo lũ đạo để làm gì, không hề có ý đó. Cho nên là nói là lời rất thiệt, là rất thiệt theo cái thấy cái biết của mình mà nói. Mong rằng đại chúng ai đọc đạt giả đồng du niết bàn lộ thì tốt, còn bằng không đồng du thì thôi, chứ cũng không có ý đã phá để lôi kéo để đem về mà bên phe mình hay là cái tôn phái của mình làm đệ tử mình, không có. Cho nên tôi rất thích cái câu của Lưu Bị mà là sắp chết mà nói, mình nói với Khổng Minh gửi gắm con côi, rồi là nó có câu cái bằng nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, mình điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Con chim sắp chết cái tiếng kêu nó ai bi, nó não nuột. Còn người mà sắp chết là cái tiếng nói rất là trung thực, là lành, là tốt. À, cho nên là lời của Lưu Bị sắp nói là lời phát xuất từ đáy lòng để gửi gắm đó mà. Thì cái câu đó tôi rất là thích. Cỡ như tôi giờ Lưu Bị giờ đó tới năm mấy tuổi chết mà là còn kỳ ngôn giả thiện, là nói còn tốt còn lành, còn cỡ như tôi bây giờ ăn cái gì hưởng cái gì nó còn ngon lành gì nữa đâu.
Lẽ ra thì có chùa chiền mấy mươi năm với người ta rồi, mà nay mình cũng không có. Cho nên là sự thật là hoàn toàn không có cạnh tranh. Lời nói là lời nói thật. Cũng như là nói nãy đó, tôi cũng hỏi ý kiến đại chúng, nếu cho phép gì giải thì cũng giải ngay thôi, không có gì buồn phiền hết. Nhưng mà thấy chưa cần, thôi thì để trường học tới đó rồi giải luôn. Việc chiến tư, việc hết cái tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chính. Còn làm gì nữa? Ngũ cái thập tiền kiến hoặc tư hoặc là cái nguyên nhân, là cái đối tượng tu hành của người đệ tử Phật. Mà làm xong việc đó rồi thì còn làm gì nữa? Cái kiến hoặc tư hoặc và ngũ cái và thập tiền là nguyên nhân của đau khổ, của luân hồi sanh tử trong lục đạo, trong tam giới. Mà cái việc đó người ta đã biết nó rồi, ta đã ngăn chặn nó rồi, người ta đã hóa giải nó hết rồi. Thế thì còn đòi tu cái gì mà chứng cái gì? Tu chứng là cốt, tu cốt là để diệt trừ cái đó, cái kiến tư đó và cái tiền đó. Mà cái tiền đã biết năm biết mặt nó rồi, diệt rồi. Kiến tư đã biết mặt nó rồi, hóa giải nó hết rồi. Do vậy cho nên rồi tất cả khỏi tu. À, khỏi tu nhưng mà phải rồi cái đó, rồi tất cả cái đó. Phải biết mặt nó hết. Nó rất là rõ ràng chứ không có, không có nói ngang được. Không có mượn cái cớ gọi là giáo lý đại thừa liễu nghĩa rồi muốn nói ngang sao nói, không phải vậy được. Ai nghe cho? Không phải hết là Như Lai Thế Tôn rồi muốn nói sao cũng được. Như Lai Thế Tôn xưa kia mà còn đệ tử hỏi gì kia bạch Thế Tôn, bao nhiêu ngoại đạo họ cũng nói giáo lý của họ là cao, là siêu, là ưu việt. Rồi Thế Tôn cũng nói cái giáo lý của Thế Tôn, của Phật là cao siêu, là ưu việt. Vậy thì chúng con mới biết nghe ai? Phật mới dạy rằng các vị đừng có nghe ai hết. Các vị nghe những cái điều gì mà nó đem lại cái sự lợi lạc, cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ cho các vị, cho bản thân các vị, cho gia đình các vị, phúc cho xã hội. Cái lời nào mà đem lại sự lợi lạc đó, các vị tư duy thấy nó đem lại sự lợi lạc đó, thành công trong sự lợi lạc đó, thì các vị tin những cái điều đó. Còn như mà đem nó ra mà tư duy, mà quán chiếu, mà đem nó ra ứng dụng mà thấy rằng không đem lại sự lợi lạc đó, thì các vị đừng có nghe cái đó, vậy thôi. Cho Như Lai cũng chẳng bắt buộc mọi người phải nghe Như Lai. Thế thì là dầu cho giáo lý đại thừa liễu nghĩa cũng vậy, mình phải để cho người ta nghe chứ. Ta nghe, ta suy nghĩ có lợi lạc người ta tu chứ. Còn mình muốn nói sao được. Bậc trung hạ, những căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà học tích cú tầm chương. Ở đây ta có chia ra là thượng sĩ, thượng căn, trung căn và hạ căn. Bậc thượng sĩ là nhất quyết, là nhất thiết liệu, là nhìn trực diện vô cái nguyên nhân đau khổ của tam giới, của lục đạo, mà hóa giải nó rồi là rồi tất cả. Còn bậc trung căn và hạ căn còn ngờ vực. Thì vậy cho nên là có gọi là có tu, rất mong cầu chứng, nhưng mà cái hiệu quả không có. Không có cao, hoặc có mà không cao, hoặc không có gì hết. Bậc trung hạ, những căn cơ thấp kém học thì nhiều, mà học trích cú tầm chương, luôn mầm khoe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. À, ở đây tôi quở trách tới cái học vị văn bằng, học tầm chương trích cú. Đại chúng để ý mà học Phật, đừng có tầm chương trích cú. Nghe cái nào mà nó có lợi ích cho thân, cho khẩu, cho ý, đem lại sự an lạc cho thân khẩu ý mình, cho gia đình mình, mà nếu nhân rộng thì nó đem lại sự an lạc hạnh phúc cho xã hội, thì cái đó là mình nghe. Còn cái tầm chương trích cú bất cứ là nói của ai, à, có những cái nhà học giả họ viết câu rồi, câu đó đó là họ ghi là cái câu này nè, là của cái ông gì đó nói ngày nào tháng nào trong cái tập sách nào xuất bản ngày mấy tháng mấy. Một cái bài viết của họ là họ trích 5-10 lần của 5-10 ông, mà bản thân cái người đó không hề có ý tứ. Chẳng qua là đọc của ông A rồi ông B xuất bản ngày mấy tháng mấy trong quyển sách gì, rồi bà C trong ngày mấy tháng mấy trong quyển sách gì.
mà còn bản thân cái người viết ra cái bài kinh điển đó. Đó. Thế thì học như vậy thì gọi là học trích cú tầm chương. Trích cú tầm chương như vậy để lấy những cái bằng cấp thật là lớn, chứng tỏ rằng mình đọc sách thiệt nhiều. Mà đọc sách thiệt nhiều để mà ghi lại ông nào đó tên gì nói câu đó, in sách ngày mấy tháng mấy, xuất bản kỳ nào, ở đâu. Cái đó học vậy không có lợi gì hết. Học trích cú tầm chương để mà lấy học vị văn bằng cái kiểu đó là đạo Phật không cần đâu. Phật Thích Ca nói phải ghi bằng gì? Hồi Phật Thích Ca mà đi tu rồi tìm ra được đạo chân lý rồi nói, ta nói tướng đế rồi phải ghi trong sách nào? Rồi ông tổ nào nói? Làm sao có tổ để mà ghi? Người ta chưa có giác ngộ chân lý, bây giờ mình giác ngộ được cái chân lý thì mình nói ra như vậy thì mình giải cho người ta vậy thôi. Đúng như Việt Nam mình giờ chưa làm được cái máy điện thoại di động, bây giờ là các kỹ sư thế giới ta bán điện thoại di động vô, ta truyền cái nghề đó lại cho thợ Việt Nam mình sửa. Thế thì là cái người mà ta làm điện thoại di động là ta làm cho giờ bảo giờ ghi với ai vậy? Người đó người phát minh mà đâu phải điện thoại di động thôi, rồi còn kim tự điển cái là bây giờ tự điển không cần tra, không cần lọc cái đánh dần ABC gì nữa cả. Anh muốn chữ anh nào anh bấm chữ đó là ấn ra là nó ra liền. Anh muốn chữ Việt chữ gì, chữ Hòa Thượng phải không, anh đánh chữ Hòa Thượng anh ấn enter là nó ra liền là Buddhist man, ra liền mà không cần đánh dần ABC gì đây để anh lấy cái lên pha B của cái thứ tự đó. Thế thì là người ta phát minh như thế, rồi bảo là phải ghi tên gì, ngày nào, tháng nào, gì chi nữa. Cho nên mày phải để ý, coi chừng chứ không mà học trí cú tầm chương không có ra gì đâu. Học trí cú tầm chương là cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút, vừa bẩn vừa nực, vừa nực nổi mà hôi chua, mà muốn mở mà mở không được, mở nút không được làm sao cởi áo. Cho nên mình học Phật là, bây giờ đây là tôi phân tích cho thượng sĩ nè. Đại chúng để ý thượng sĩ là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Đối với Đạo Phật, cái nhìn của Đạo Phật là thượng sĩ là thế nào? Tổ Quy Sơn cho biết cái tiêu chuẩn của thượng sĩ là như thế này. Là cái người mà tháo tâm dục đức hối tích thao danh uẩn tố tinh thần huyên hiu chỉ tuyệt. Tháo tâm dục đức rồi. Hối tích thao danh dựa vào cái chữ này mà cái chỗ tôi ở giờ tôi để là thao hối am. Chữ thao đó là thao danh, chữ hối là hối tích. Hối tích thao danh. Cái người mà muốn tu hành an ổn là phải tháo tâm dục đức, phải hối tích thao danh. Tức là phải mai danh ẩn tích đi thì tu mới tốt. Chứ còn không có hối tích thao danh, tức là không mai danh ẩn tích, mà mình trương ra xuất đầu lộ diện đều trong xã hội, trong mọi nơi, trong mọi chốn, trong mọi địa vị thì mình khó tu lắm. Ta lại ta báo cáo, rồi ta mời, rồi ta hỏi, rồi ta xin, rồi ta cầu khẩn, mà nội có trả lời giải quyết cái vấn đề đó, giải đáp thỏa mãn những cái vấn đề đó, không còn đầu óc đâu mà nghĩ tới một cái gì khác. Cho nên tiện năng tháo tâm dụng đức phải hối tích thao danh để chi? Để uẩn tố tinh thần huyên hiu chỉ tuyệt. Mai danh ẩn tích để mà xúc tích tinh thần. Tinh thần mình không cho nó phân tán. Chứ còn mà nếu mà mình mà cứ mình tiếp xúc đủ các giới, rồi chính trị cũng có, rồi kinh tế cũng bàn, rồi là khoa học cũng giữ, rồi là hành chính cũng làm, rồi từ thiện xã hội cũng làm, rồi võ thuật, rồi thể thao, cái gì cũng có mình trong hết á. Đủ ngành đủ nghề trên trong cái đầu của mình á, thì mình làm sao mà mình uẩn tố tinh thần được? Uẩn tố tinh thần nghĩa là phải xúc tích tinh thần. Mà cái người tu hành á, mình phải có cái lý tưởng của mình, tinh thần của mình là cái gì, trọng tâm là hướng về cái chỗ nào. Tinh thần của một đạo sĩ, của người tu sĩ, của người đệ tử Phật là phải hướng về giải thoát, về giác ngộ, chứ không có hướng về cái đá banh, cái cầu nào nó đá banh hay tới banh hay, cầu nào là đánh ra taekwondo là thắng ngôi huy chương vàng, cậu nào là đánh người quần vợt giỏi, ai làm chính trị hay gì đấy là mời đâu mình đi đó, vân vân. Mình tham gia nhiều quá vậy là mình lập cái mục tiêu của mình rồi đó. Cho nên phải uẩn tố tinh thần, phải xúc tích tinh thần của mình là toàn bộ cuộc đời của mình là hướng về chánh pháp,
học chánh pháp, thành chánh pháp để sống theo chánh pháp, đem thân mạng mình mà gửi vào nơi chánh pháp, nơi lý tưởng giải thoát giác ngộ, gọi là quấn tố tinh thần, cái tinh thần giải thoát giác ngộ đó. Mà muốn vậy là phải nguyên hiu chỉ tuyệt, nghĩa là tất cả những cái sự bài biện nghi thức, hình thức, thuộc về hình thức phải dẹp đi. Đừng có bài biện nay phượng cái lâm dồ, mai hạ cái bồ đề, mốt là đặt viên đá, chỗ này là bữa nọ thì là xây cái tượng cốt kia, rồi nghĩa là cứ làm hoài vậy. Cái đó gọi là nguyên hiu mà không có chỉ tuyệt, nghĩa là mình bài hoài, đám liên tục và bài nghi lễ liên tục và diễn văn liên tục và cảm tạ liên tục và chúc từ liên tục, thế thì cái đầu mình còn gì mà để mà suy nghĩ tới chánh pháp, suy nghĩ tới cái chân lý, giờ nào mà tư duy chánh pháp để mà thiền định gì. Do vậy cho nên là uống có tinh thần nguyên hiu phải chỉ tuyệt. Ở cái bắc mà phòng qua đô hội này, mình mặc áo xấu cũng sợ nữa, mặc áo vậy người ta nói, mình sợ người ta nói. Chứ còn như mình là cái người mà quẩn tố tinh thần rồi, mình xúc tích tinh thần mình là ngay cái lý tưởng giải thoát giác ngộ rồi, thì người ta nói ăn thua gì tới cái chuyện giải thoát giác ngộ của tôi. Cái mặt của tôi nó có nắm một biết ăn thua gì tới sự giác ngộ giải thoát của mấy người. Cái áo của tôi rách là cái áo của tôi móc, cái áo của tôi xấu. Thì người ta nói thì sao? Còn như bà con ta ở thế gian, ôi cái gì cũng sợ người ta nói, tới cái đầu mà gỡ không kỹ cũng sợ người ta nói. À, cái áo mà mặc không đúng model cũng qua ngoài người ta nói, đi đôi dài mà không hợp thời trang cũng người ta nói, mình mới làm sao cho đúng với người ta. À, rồi cái tướng đi mà không có ông ẹo cũng người ta nói, ta nói đi sẽ giống nông dân vậy tướng này trừ, à cũng sợ luôn nữa. Trời Phật ơi, sợ hết trơn vậy thì còn cái gì của mình đâu. Nói cái miệng phải trỏ dẻo 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 quẹ uốn éo này kia, à còn mình không biết nói dẻo dẻo uốn éo vậy người ta nói, ta nói mình quê. Thế thì cái gì cũng sợ. Ở đây là nguyên hiu chỉ tuyệt, tất cả những hình thức tầm thường đó ta coi không có ra gì hết đó. Mà lý tưởng của tôi là xúc quẩn tốt tinh thần. Tinh thần của tôi là hướng về cái chỗ giải thoát giác ngộ, chứ không phải ở cái chỗ quần áo, cái chỗ miệng mồm, cái chỗ đầu cổ, cái chỗ giải bông gì hàng gì, không cần cái đó, dép gì. Thành ra là gọi là nguyên hiu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn. Cái người mà bậc thượng sĩ là phải học đạo, học cái đạo mà tư duy quán chiếu tham thiền, mà cái môn đó là phải là cái bằng đốn siêu phương tiện chi môn. Nó phải vượt ra các cái môn phương tiện. Phương tiện là tôi nói ví dụ như giờ bệnh cái rồi mình nói kêu bổn đạo bá tánh lại làm cầu an cho thầy. Trời Phật ơi, già thì chết chứ, già mà không chịu chết, rồi kêu mời chú Tăng lại, rồi mời bốn đạo lại cho cả ngàn để cầu an cho thầy. Đó là phương tiện chi môn, cái đó bỏ đi. Vấn đề sinh lão bệnh tử là chân lý, mà thầy thuốc đó là trị bệnh và thân, ngũ tạng lục phủ là can thiệp thầy thuốc ở bên ngoài thế gian. Còn như là chánh pháp là nó trị bệnh và tâm, mà mình là cái người học chánh pháp văn như tư như tu rồi là mình trị cái tâm bệnh của mình an rồi. Còn cái thân bệnh là sanh lão bệnh tử, mà có dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân thuốc để trị là nó trị cái bệnh không chết. Thế cái bệnh chết thầy thuốc nào cũng không trị được, thế thì là chuyện gì mà mình phải sợ? Mà ở đây già mà không chịu chết là cầu an để tôi sống là mình phương tiện tầm thường quá rồi. Rồi mình nghe cái bổn đạo nào đó, bổn đạo này cúng mỗi lần tên là 10 triệu, 100 triệu không à. Mà nghe cái bổn đạo này mà mới bị cái bệnh hoạn gì, cái thương tích gì đó, cái ào ào tổ chức lại tụng để cầu an sao được mà an. Đó là phương tiện chi môn đó. Đấy, mấy người mình làm tốn kém của nhân dân của bạc tỷ, 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 tỷ đó. Ai ngon, lãnh lại tụng đi. Sắp tử hình tới nơi hết rồi đó. Những người ăn bán á thiện đó, bị bắt ở trên xe đó, 100 gram là bây giờ là đã có thể tử hình rồi đó, lại tụng thử coi. Cho nên là ta coi cái nguyên nhân mà ta biết được cái hậu quả. Còn ở đây mình chuyên lo là hàng ngày lo cái chuyện cầu an, là chuyện cầu siêu, rồi cúng dường mớ tiền, là gửi gắm vào Phật chứng minh cho lòng của con này kia đó, phương tiện chi môn. Mà cái người tu hành là nhược dục tham thiền học đạo là đốt siêu phương tiện chi môn, phải vượt ra các cái môn phương tiện đó.
tu hành của mình mà mình cúng được mới nào nó gọi là nó thuộc về bố thí. Mà bố thí phải biết bố thí thì bố thí mới có hiệu quả. Nó gọi là vô cầu mới thắng bố thí. Cái người không tham thì cái bố thí dầu ít mà cái phước đức nó mới có. Chứ còn như thí dụ như mình đi giật hụi của người ta là 2-3 tỷ bạc, rồi mình giật của ngân hàng 2-3 tỷ bạc, rồi mình làm ăn giật dọc của người ta bao nhiêu tỷ bạc, cái gì mình đem về mình cúng chùa này 500 triệu, chỗ kia 500 triệu, chỗ nọ 1 tỷ, có ăn nhầm gì đâu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ông bà ta nói câu đó. Mình cái tiền mồ hôi nước mắt cỡ khổ của mình là mình chia cho đồng bào 50, 30, 10 ngàn, 100 quý vô cùng. Còn như lừa đảo giật quýt của người ta là hàng ngàn tỷ này qua ngàn tỷ khác, rồi bỏ ra 200 triệu, 300 triệu, gọi là cứu bao lục miền Trung thí dụ vậy, không có giá trị đâu. Đòi hỏi cái phước ở trong đó không có đâu, mà mai mốt vẫn bị ở tù, vẫn bị tử hình, rồi nói sao Phật trời tôi cúng chùa như vậy mà không linh, không ủng hộ tôi được. Trong khi kinh điển ta gọi là vô cầu mới thắng bố thí. Cái người không tham, ta bố thí rất ít, ta gọi là của ít lòng nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Còn tham lam mà đem bố thí thì bố thí được cái gì đâu. Cẩn thủ cái thắng trì trai, giữ gìn thân nghiệp, đừng làm cái điều tổn hại cho nhân quần xã hội, cho những người xung quanh. Khẩu nghiệp nói những điều lợi ích cho người khác mà không nói những điều đau khổ tổn hại cho người khác. Ý nghiệp là luôn luôn là nghĩ tới những cái chuyện mà làm an lành hạnh phúc cho mình cho người, chứ không nghĩ những chuyện đau thương. Thế thì là giữ gìn thân khẩu ý như vậy là hơn là ăn chay mà kỹ lưỡng như nói hồi nãy. Ăn chay kỹ lưỡng như nãy là phải lấy chén ở trong tủ mới đem ra, ở ngồi xa những cái người ăn mặn. Không phải đâu, tu vậy là tu rác rưởi đó, bìa chéo rẻ rèn, gọi là đốt siêu phương tiện chim ông. Phải vượt ra những cái phương tiện tầm thường đó, vô số cái tầm thường. Còn vô số cái tầm thường nói không biết bao nhiêu mà cho hết. Đại khái nêu ra vài vấn đề như vậy. Lại lục văn sinh cầu nguyện là tầm thường, là phương tiện chim ông. Tâm khế quyền tận nghiên cơ tinh yếu, về nội tâm là phải nghiên cứu học hành thật sâu sắc về giáo lý liệu nghĩa thượng thừa, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Những cái điều mà sâu xa mà bí ẩn mà màu nhiệm mà thực tiễn của đạo Phật là phải học kỹ càng, phải nắm cho vững, cho chính xác. Bát chánh tiên tri thân cận thiện hữu, muốn được như vậy là phải gần gũi những cái bậc mà học rộng nghe nhiều, người ta học trước, người ta tu trước, gần gũi như bạn lành. Thử tôn nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm. Đơn như vậy là mình mới nắm được cái chỗ màu nhiệm sâu xa của đạo Phật. Cần phải chín chắn, tư duy nghiên cứu cho kỹ. Khả trung bên đốn ngộ tánh nhân, tiện thị xuất tầng giai tiệm. Đơn như vậy mình mới ngộ thẳng, ngộ nhanh về cái tánh nhân thành Phật. Cái bằng đốn ngộ tánh nhân, chứ mình mà không học kỹ là mình không có đốn ngộ chánh nhân, là mình tu rác rưởi, tu bìa chéo, tu là phương tiện, tu hạ đẳng là không có được cái gì đâu. Mà phải đốt sự phương tiện như môn tâm khế quyền cơ nghiên cơ tinh quyền tân nghiên cơ tinh yếu, mà quyết đặt thâm áo khải ngộ chân nguyên, thử tôn năng đắc diệu thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân. Cái chữ đốn ngộ chánh nhân là quan trọng lắm. Cái nhân nào là cái nhân chánh để mà có giải thoát, để có giác ngộ. Còn mình tu những cái lặt vặt, những cái bìa chéo, những cái rác rưởi, không có thành tựu được giải thoát giác ngộ đâu. Cũng như cái tính nhân mà muốn có gạo ăn á, là phải có giống, có nước, có phân, có giống, và làm ruộng phải đúng cách thì nó mới ra. Đó là cái tính nhân để có lúa sau này. Chứ còn mình muốn ăn có lúa mà mình không biết cày, không biết bừa, không biết là lúc nào ngâm giống giải giống, lúc nào là cho nước cho phân, mà đòi có lúa ăn, thế thì cái tánh nhân mà nó không trúng thì làm sao mà có cái kết quả là có lúa ăn được. Do vậy cho tu hành khả trung đốn ngộ tánh nhân mới tiện thị xuất tầng giai tiện. Đó là cái người mà được như vậy đó, tỏ ngộ được cái tánh nhân của giải thoát của giác ngộ rồi, người đó mới là người xuất tầng giai tiện, nghĩa là bước lên cái thềm bậc mà ra khỏi tầng ai, ra khỏi ta bà, ra khỏi tam giới, ra khỏi lục đạo khổ đau.
thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Cái người như vậy là đập đổ tam giới, đập đổ 25 cõi. À, 25 cõi đây này nha, tôi nói đây nha, đừng nói ta sao mà tôi nói là không có người cũng chẳng có Phật tờ chi là đây nè. 25 cõi là gì? Là Tứ Vức, là Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngư, Quá Châu, Nam Thiện, Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu. Tứ Ác Thú là địa ngục, là quỷ súc sanh A-tu-la. Lục dục sơ thiền. Tứ thiên dương thiên, đau lại thiên, dạ ma thiên, đau sức đạo thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, lục dục. Tâm phạm thiên là thiểu, là đại phạm thiên, vô lượng phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, phước sanh thiên, quảng quả thiên, là vô tưởng thiên, vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc chú cánh thiên. Rồi không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Đó là vừa trời, vừa người, vừa lục dục, vừa tứ châu. Cái bài kệ gom lại là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. Nói chung là 25 cõi đó. Ở đây cái mà thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, học mà tu như vừa nói đó là coi như đập vỡ tam giới và đập vỡ nhị thập ngũ hữu, chứ đừng có tưởng đâu là trời ở đâu. Cho nên cái câu mà không có người và cũng chẳng có Phật trời chi có ăn vô cái đó. Thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới và vứt bỏ tan bình 25 cõi. Đấy, đó là bậc thượng sĩ đó. Thượng sĩ học như vậy, tu như vậy là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới ra. Tam giới không còn đâu. Tam giới là gì? Là có dục. Mà mình đã biết được cái chân lý rồi thì mình đâu có đam mê dục vọng, cho nên mình đập vỡ có dục. Mình đã thấy rằng tất cả pháp hữu vi như chim bao, như bọt nước, như mùa sương, như điện chớp, phải quán nó như vậy rồi. Thế là mình đập vỡ cõi sắc, nghĩa là vật chất không tương quan, không tác động gì được mình hết. Và những cái tâm hồn mà gỡ gắm ở trong cõi thế giới siêu hình để mong ai, chờ ai, đợi ai, cầu nguyện với ai, đập vỡ luôn. Có nghĩa là cõi vô sắc, siêu hình mình không có. Đó là đập vỡ tam giới. Còn 25 cõi là ở trong lòng ta thôi, cũng tức là tam giới đó. 25 cõi đó cũng tức là tam giới, tam giới tức là 25 cõi, cũng ở trong lòng ta, ta cũng đập vỡ hết. Đó là thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu đó. Những bậc đó là những bậc rồi tất cả khỏi tu không cầu, chúng đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi. Căn diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền, đó là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng. Nói đàng hoàng, chứ không phải là đánh đổ chơi, mình muốn đánh chỗ chơi, mình muốn bác bỏ đạo chơi. Người ta điên sao người ta nghe mình? Có mình điên thì có. Mình nói bậy người ta, ta phản đối mình, mình lấy gì mình đỡ. Cho nên không có, không có nói bậy. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chúng là vậy đó. Là kiến hoặc tư hoặc, người ta nhìn vô ta biết ngay. Thằng ngày sống trong cái gì ta bị kiến hoặc, sống ta làm gì, trong cái nói năng đi đứng nằm ngồi lúc nào ta bị tư hoặc, ta biết ngay. Mà biết ngay nó là nguyên nhân của đau khổ, đó là nguyên nhân của hồi trong tam giới, là người ta quá giải nó. Diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền. Ngũ cái là tham dục, sân nhuế, thị miên, điệu cử và nghi. Ngũ cái đó, năm cái món nó che đậy chúng ta. Chúng ta hàng ngày mà không khéo là ta bị tham dục, bị sân nhuế, bị thùy miên, bị điều cử, bị nghi ngờ, hoang mang nghi ngờ, dao động mà không có lý tưởng. Ta gọi là ngũ cái, năm món đó nó che chướng cái trí tuệ của ta. Còn thập tiền là gì? Là 10 cái món này nó bao dây, nó trói buộc chúng ta. Là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm. À, đại để là những cái thứ mà gọi là tùy phiền não, cũng gọi là chi mạc phiền não đó. 10 cái đó nó thành ra thập tiền, tức là nó cột, nó trói chúng ta hàng ngày, ta bị những cái thứ đó nó cột trói. Thành ra cái người mà diệt kiến tư, kiến hoạt tư hoạt, diệt cả ngũ cái, diệt cả thập, thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Tu chứng gì nữa? Giặc nó chạy hết rồi, tự nguyện nó cuốn gói nó đi rồi, còn quánh giặc cái gì nữa? Là gì? Rồi tất cả
Đấy, cái lý do nó rất là rõ ràng. Đó là hạng thượng sĩ đó nha. Còn hạng trung sĩ là gì? Nó có hạng trung sĩ nữa. Trung sĩ là người bậc trung. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đốt siêu. Nếu ai đó không phải là bậc thượng sĩ như vừa nói, mà tự thấy mình là ngang bằng với trung sĩ thôi, chứ không làm thượng sĩ nổi, mình chưa vượt qua được những cái của những người thượng sĩ vượt qua, thế thì là thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệp, tinh sưu nghĩa lý tiền xương phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, thời quan diệt bất hư khí, tức tu dĩ thử phò trì, trụ chỉ oai nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. À, đó là bậc trung sĩ là chưa vượt qua được cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa như bậc thượng sĩ, thì phải đối với giáo pháp, đối với kinh luật luận chánh pháp của Phật, phải lưu tâm ôn tầm bố diệp, phải nghiên cứu kinh luật luận cho thật kỹ càng, kinh sư nghĩa lý truyền xước phu dương, phải rút tỉa, phải nhận xét, phải là cho tin tưởng, rồi đem cái đó ra mà giảng giải, mà truyền bá, mà hướng dẫn cho nhiều người đồng đạo đồng chí hướng cùng đi. À, truyền sư phu dương đó là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên tôi nói thí dụ như cái việc làm của tôi, việc làm của tôi là mấy mươi năm á, mà đi dạy học nghĩa là không kể gian nan, không từ khó nhọc nha, mưa gió bão bùng lầy lội, không bao giờ tôi bỏ một buổi dạy học, là vì mình phải đặt mình là trung lưu chi sĩ, khuya thức dậy viết bài soạn giáo án, mà vừa bấm nút nồi cơm mà vừa nấu nước để đó, đặng mà trưa về rồi là cái nước sôi đó mà chế vô nấu cơm nấu nước nấu canh mạng trong vòng 15 phút, ăn rồi nghỉ đặng chiều đi dạy nữa. À, chịu cực như vậy lận à, để mà tinh sư lý mà truyền xướng phụ dương, để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thời quan diệt bất hư khí, ngày giờ năm tháng không bao giờ trễ nải, cứ làm âm thầm mà làm như thế, tích tu giữ thử phò trì, lấy cái đó mà làm cái sự nghiệp, cái đời sống của mình. Mà đây ta gọi là duy tuệ thị nghiệp, cái câu đó, quan pháp như gia dụ, lợi sanh với sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp, trụ chỉ oai nghi, tiện thị thân, tăng trung pháp khí. Hằng ngày sống ở trong cái oai nghi, sống trong cái đạo lý mà mình tâm đắc, mình học, mình tu. Để chi? Để làm cái đồ đựng pháp, làm cái bồ đựng pháp ở trong hàng tăng chúng. À, mình làm như cái bồ đựng pháp, giống như cái bồ lúa, tăng chúng hết lúa là vô bồ xúc ra mà sai lúa mà. Bây giờ tăng chúng mà cần chánh pháp thì mình vô cái bồ này nè, gọi là tăng trung pháp khí, cái bồ pháp khí này nè, để người ta nhờ. Mà cái điều đó đó, tổ tôi dạy rằng khởi bất kiến ý tòng, chỉ các thượng tổng thiên tầm, phụ thác thân nhân, phương năng quan ích. Cái người học đạo phải nhận thức, cái dây bềm bềm, cái dây cắt căng, cái dây sắn dây, mà nó leo được cao 20-30 thước là nhờ nó nương ở nơi cái tùng, cái bách, nương nơi các cái cây cao mà nó được leo. Thế thì là cái người tu hành phải nhờ có cái đối tượng là tăng chúng, đối tượng là Phật tử, mình mới đem truyền bá phu dương cái giáo lý đó để mà tiếp dẫn hậu lai, để đền ơn Phật. Là giống như là các vị là cái tùng, cái bách, mà tôi là dây sắt mềm đó. Do vậy cho nên là tôi giảng ở đây là càng giảng là trí tuệ tôi càng sáng, càng giảng trí tuệ tôi còn sáng. Chẳng phải đó là dây bìm dây sắt mà nương nơi cái tùng cái bách để được leo cao đó sao? Nghìn trùng nhờ bóng tùng quân mà tiếp xương che chở cho thân các đàn, dây sắt dây bìm nhờ tre mà được leo lên cao đó sao? Đó, những người như vậy đó ta gọi là bậc trung lưu chi sĩ đó. Rồi còn cái bậc hạ lưu, hạ lưu là thế nào? Hạ lưu tiện thị đoan nhiên cũng thủ, bất quý thốn âm, sự nghiệp bất cần công quả vô nhân khắc tự. Cái người hạ lưu ở trong Phật giáo là cái người đoan nhiên cũng thủ. Giáo hội có thăng có trầm, có lên có xuống, Phật tử có hiểu biết kinh điển hay không? Không cần biết, cứ làm sao miễn mình có ăn mặc ở ngủ thở và đi toilet vậy thôi,
suốt cuộc đời ăn mặc ở ngủ thở vậy đi toilet. Mà tôi tra từ điển kim từ điển nó gọi là ăn mặc ở ngủ thở là shit. Shit tức là mình tra cái chữ ỉa nó ra chữ shit. Rồi thay vì nói ăn mặc ở ngủ ỉa, ta nói ông thầy nó tục. Thế thì bây giờ mình nói ăn mặc ở ngủ shit. Thế thì là tiện thị đơn giản cũng thủ bất quý thống âm. Ngày tháng qua trôi qua, cứ mặc tình không bao giờ có cái liên tiếp, có cái ân hận gì hết. Sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tự. Sự nghiệp giải thoát giác ngộ cũng không cần. Sự nghiệp làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh cũng không cần. Và làm cho mọi người được an lành, hạnh phúc, sung sướng gì cũng không cần. Thế thì công quả không do đâu mà được thành tựu. Đắng nhàn ngột, quá nhật ngột ngột đỏ thời, khả tích quan âm bất cầu thăng tiến. Cứ chơi nhẫn nhơ léo láo qua ngày, không hề tiếc ngày tháng như thôi đưa. Không cần sự thăng tiến nào cả. Đồ nào tiêu thập phương tính thế mà diệt nải cô phụ tứ ân. Những người như thế, những hạ lưu như thế thì tiêu xuông của tính thế. Ăn tiêu xuông mà không có đem lại kết quả gì. Và người đó cũng là cái người cô phụ cả ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na. Đó là bậc hạ lưu chi sĩ trong đạo Phật. Thành ở đây người ta dùng cái chữ thượng sĩ nhất quyết nhất thiết. Liệu là bậc thượng sĩ nghĩa là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, mà đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Thì việc kiến tư, việc hết cả cái triền đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng là bậc thượng sĩ. Còn như các đại chúng mà chưa học kinh điển như vậy, mà các vị nghe nói rằng rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, các vị lấy cái tư cách của cái người tu hạ sĩ hoặc là trung sĩ mà đem mà nói với bậc thượng sĩ để phê phán quyền giác thiền sư, để mà cật vấn rằng là không tin trời Phật, nói vậy không đúng đâu. Cho nên phải để ý mà học. Nếu thiệt tình mà học thì phải học có căn bản, có sách vở đàng hoàng. Chớ quyền giác đâu có quỷ bán trời Phật làm chi. Còn như tôi thì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi cũng gần tàn đời tôi rồi, tôi còn dành cái gì, được cái gì mà tôi quỷ bán trời Phật chứ, không có đâu. Còn đại chúng đấy, bực trung hạ những căn cơ thấp kém học thì nhiều, mà học tích cú tầm chương đó. Đại chúng đấy, các vị mà học chừng nào mà các vị mà cầm quyển sách lên, các vị biết sách này là của hạng người nào viết, ai viết, và viết cái này là thuộc về thừa nào trong ngũ thừa, thuộc về giáo nào trong bát giáo, thì lúc bây giờ các vị mới có thể phê phán kinh điển mới được. Chứ các vị mà chưa biết thừa nào trong ngũ thừa, chưa biết giáo nào trong bát giáo, chưa biết thời nào trong tam thời, mà đem đi mà đánh giá mà phê phán hoặc vui hoặc buồn, đó là các vị tự lỗ lã chứ không có, không trúng đâu. Còn cái vụ mà tích cú tầm chương đó, nghĩa là toàn là một cái bài viết mà đọc nghe là toàn ông này ông kia ông nọ thì ghi ngày giờ năm tháng, cái đó người biết học ta không cần cái đó. Cái người mà biết ăn đồ ngon ta không cần là cái người mà nấu ăn đó là ai, mà dạy người ta mà ta nấu cái món ăn ngon vừa miệng là ta lấy cái đó, ta lấy cái công thức đó. Còn nói là bà gì, là bà Marie Curie, là Sikorotope, là Corotomen gì bên Mỹ, bên Đức, bên Anh gì, không cần. Tên gì cũng được. Vậy cái xuất bản đó hồi nào cũng vậy. Mà đem ra nấu ăn không ra gì là ta bỏ, ta không cần. Mà chị A, chị B, chị Badulin, chị Bảy Đường Kim mà dạy món nấu ăn ngon, là ta lấy cái món đó, ta nấu, ta ăn vừa ý, ăn rất ngon. Vừa bụng vừa miệng vừa túi tiền là ta lấy cái đó. Còn bà gì ở đâu là mặc xác họ, có khi ăn không được đâu. Cho nên là cái người học đạo mà ta không cần là học vị văn bằng gì hết. Các bậc a la hán hồi xưa Phật có cho ông nào học vị văn bằng gì đâu. Bản thân Đức Phật trót đời thuyết pháp giáo hóa không bao giờ đề cập tới học vị và văn bằng. Ai chấm điểm cho Đức Phật cái sự giác ngộ vô thượng này? Ai chấm điểm được cái bồ đề, được cái niết bàn vô thượng? Ai chấm điểm?
Phật là người tự giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Nhưng mà tại sao bây giờ ta phải nghe Đức Phật như vậy? Ta nghe Đức Phật là tại vì cái lời dạy của Phật ta đem lại, ta áp dụng trong đời sống, nó có đem lại cái hiệu quả là giải thoát và giác. Giác ngộ ta nghe chứ không phải là vì học vị văn bằng mà ta nghe. Học vị văn bằng anh có thể anh làm máy điện toán, anh có thể anh làm điện thoại, anh làm Motorola, StarTech nhỏ nhất, anh bán bắt tiền. Đó là kinh doanh và thương mại thôi. Còn chuyện giải thoát giác ngộ của người ta, không phải anh nói được. Cái văn bằng khoa học kỹ thuật của anh nó không thể đem nói chuyện giải thoát giác ngộ được. Phải nhận thức như vậy mới đủ sức làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, làm chủ bản thân. Chứ đâu phải đụng cái gì cũng sợ. Ta nói cái gì cũng sợ. Ta nói cái gì cũng sợ hết. Cũng đau lòng hết. Vậy là mình lỗ lã thôi. Đứng bên bình đẳng môn thì Phật tính ai cũng có như ai. Đây bây giờ là ta nghe rồi, bình đẳng môn, sai biệt môn, à khác nhau. Đó, đứng bên thành môn, bên hoại môn khác nhau. Đứng bên đồng môn, bên dị môn khác nhau. Đứng bên chân đế nghe khác nhau, mà tục đế phải nghe khác nhau. À, mình phải để ý những cái đó là mình nghe kinh nó mới được. Đứng bên bình đẳng môn thì Phật tánh ai cũng có như ai. Đứng bên sinh diệt môn thì vấn đề chủng tánh căn cơ nó góp phần rất là quan trọng cho sự nhất quyết nhất thiết liễu của người tu hành. Đấy, bên sinh diệt môn á thì vấn đề chủng tánh và căn cơ nó rất là quan trọng. Căn cơ nào mới là nhất quyết nhất thiết liễu rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Nhưng mà có những căn cơ về mặt sai biệt môn, về mặt tục đế là không phải người nào cũng nhất quyết là nhất thiết liễu được. Đó, ta phân tích như vậy cho nên mình đọc mình phải để ý cái đó chứ. Đành là người ta nhất quyết là nhất thiết liễu rồi tất cả khỏi tu không cần chứng là ai, hạng nào mới làm được việc đó. Còn hạng người nào là ta gọi là đi lần lần, ta gọi là phương tiện á mà. Chưa đốt siêu phương tiện chi môn thì ta phải đi vào trong phương tiện thôi. Do vậy cho nên là mình muốn phê một cái tác phẩm, một cái điển nào, mình phải biết rằng là cái kinh điển này là ta đang nói về thừa nào trong ngũ thừa, ta nói giáo nào trong bát giáo. Tôi nói ví dụ như giờ cái giáo lý tứ đế tôi nói đại chúng từ lâu mà. Giáo lý tứ đế là về mặt thế gian pháp này, về mặt tục đế này là giáo lý đó là hay lắm đấy. Ta gọi là sanh diệt tứ đế đó. Làm sao mà cãi được? Đời là khổ, chia ra khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm siêu thành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Sao cãi được? Sao cãi được? Đó là Phật Thích Ca dạy mà sao cãi được? Nhưng mà rồi cũng Phật Thích Ca dạy vô khổ tập diệt đạo. Cái khổ đó nó không có thiệt. Gọi là tam độc cho thực tánh nó không hề độc. Nó ví như bọt bèo sanh diệt quyển, quyển hư hở khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tính thức thì không sao tìm ra được chúng. Thế thì khổ đế làm sao mà chân thật được? Đó là lúc đó là cái lúc mà người ta nói giáo lý liễu nghĩa thượng, thượng thừa đó. Đấy các vị thí nghiệm coi, đứa nào đó nó làm bể cái tóc của đời nhà Tống bên Tàu, ông bà để lại quý vô cùng, mà làm bể nguyên cái bộ tách đó. Nó giận, nó giữ, nó tức, nó đau khổ rồi nhớ tới tiền bạc cái này là mấy trăm ngàn mà ta không bán, mà bây giờ nó làm bể cái rụp vậy đó rồi. Vừa giận, vừa tức, vừa buồn, vừa âu sầu thê thảm không? Nào là của ông bà để lại, nào là giá tiền mấy trăm ngàn không bán, mà bây giờ đây mà cẩu thả như vậy để cho nó bể như vậy là vừa chửi vừa mắng vừa nghiến ngầm vừa phẫn nộ đau. Nhưng mà bây giờ đây học rồi, nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện ơn tác như thị quán, thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà vô tướng là đồng nghĩa với vạn pháp giai giai không. Kể cả ông nội mình để lại cái này đi, ông nội mình cũng chết rồi. Cha mình để lại cái này cho tới mình, ông cha mình cũng chết rồi, không giữ được. Thế thì mình đây cũng gần chết tới nơi rồi, bây giờ đánh đập con cháu chửi bới nó làm cái gì cho nó đau khổ chứ.
Thế là kể như không có, bao nhiêu người ta không có, đã có sao đâu. Thế thì giác ngộ có một chút xíu vậy thôi, thì cái sân đó, cái tức đó, cái đau khổ đó nó mất liền. Đó, cho nên là lúc đó ta gọi là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy, học Phật là phải nắm cái đó cho nó vững vàng. Lúc nào ta nói thế nào, khổ mà tỉnh thức cái là nó mất liền đó mà. Cho nên ta nghe là ta nghe cái mà là văn với tư, tư với tu, nó đem lại cho ta cái lợi lạc. Phải cương quyết, phải nhất quyết, quyết định cho mình một hướng đi, một mục đích đến, mà không thể do dự, phân vân bán nghi bán tính. Bởi vì nghi là một ở trong tư hoặc là tham sân si mạn nghi á. Chúng ta do dự là không nhất quyết, mà không nhất quyết tức là nghi, là do dự. À, cho nên là nhận thức được chân lý rồi là nhất quyết, là không còn nghi. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, phải nhất quyết nhận thức chân lý rồi là bỏ nghi. Tham sân si mạn nghi ác kiến, nhận thức được nó là gọi là tam độc, chứ thực tánh không hề độc. Nó ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Khi nào mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tính thức, không sao tìm ra chúng. Thế thì biết được cái tánh quyển hư của nó rồi là nhất quyết, nó không có thật. Thế là nhất thiết liễu là rồi tất cả đó chứ gì nữa. Đấy, cho nên không được bán tính bán nghi. Nghi là một trong tư hoặc, ở trong thập sử. Thập sử gọi chung, kiến tư hoặc gọi chung là thập sử. À, là 10 cái món đó nó sai sử ta. Hễ nói riêng á thì ta gọi là kiến tư hoặc, mà gộp nó lại kiến tư hoặc là năm cái kiến hoặc và năm cái tư hoặc. Kiến hoặc là sai lầm về sự nhận thức và sự hiểu biết, không có trình độ phân tích nhận thức hiểu biết, sai lầm về mặt đó ta gọi là sai lầm về kiến hoặc về sự hiểu biết. Còn tư hoặc là nó sâu nặng hơn, cộng hai cái đó ta gọi là thập sử. 10 cái món kiến hoặc ta gọi là ngũ lợi sử, tức là 5 cái món này nó sai sử ta, nó làm cho ta là sinh ra cái nguyên nhân đau khổ luân hồi đây. Nhưng mà 5 cái món này nó sai sử ta một cách nghĩa là dễ dàng trừ diệt hơn, bởi vì nó sai lầm về cái mặt hiểu biết nhận thức thôi. Nếu có thầy lành bạn tốt mà dẫn dụ nhắc nhở ta, ta có thể bỏ nó không khó. Còn 5 cái món ngũ lợi sử, lợi sử tức là nó, ta ví nó như lửa than đã mủ ở trong tro, dầm thấy thì không thấy lửa than, không thấy lửa nữa, nhưng mà cục than nó to tướng bằng chân cái gối, bằng chân 2-3 cái gối, mà tro nó phủ lấp lại rồi, chẳng may mà nhào vô trong cái đống than tro đó, lửa đó thì nó nóng vô cùng, nóng hơn là cái lửa ngọn bùng bùng lên như là lửa rơm, lửa tre. Cho nên gọi đó là ngũ lợi sử. 10 món nó cộng chung gọi là thập sử, nó sai sử ta. À, cho nên là học để ý vậy đó. Còn thập triền thì nói nãy rồi, thập triền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Đệ tử chúng con sống trái với cái chân tánh thanh tịnh của chúng con, chúng ta thả trôi theo cái dòng nước vô minh che lấp dòng sanh tử, cho nên nó nhận chìm chúng ta, khi nổi khi chìm, như qua trôi như bèo dạt. Trục sắc thinh như tham nhiễm, thập triền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. Chúng con không làm chủ được lục căn, không làm chủ được lục trần, do vậy mà để cho thập triền và thập sử nó tích lũy lại, nó thành ra cái nguyên nhân hữu lậu. Mà nguyên nhân hữu lậu đó tức là thập triền và thập sử, gọi đó là kiến hoặc và tư. Tư hoặc đó, đó là cái đối tượng tu hành của chúng ta đó, cho chúng ta đừng có cạnh tranh cái gì khác. Để cái đó, nhiệm vụ của người chiến sĩ là đánh diệt địch cho ra khỏi biên cương. Nhiệm vụ của người đệ tử Phật cũng là người chiến sĩ diệt cái giặc phiền não là thập triền thập sử đó.
chứ còn mình tu những cái bìa chéo, những cái rác rưởi, những cái manh mún không nhầm gì đâu. Nghi là một ở trong tư hoạch, ở trong thập sử, ở trong ngũ cái. Cái nghi này nguy lắm, ngũ cái cũng có nghi nữa. Tham dục, sân nhuế, thùy miên, điều hối và nghi. Do vậy cho nên phải nhất quyết. Ta dùng chữ nhất quyết có nghĩa là phải đi ngược lại với cái nghi. Đừng nghi ngờ gì nữa cả. Phải xác định lập trường vững vàng rồi là đi thôi à. Một khúc gỗ ở thượng nguồn, muốn trôi đến biển cả phải vượt qua năm điều cấm kỵ, là không được trôi tấp hai bên bờ, không để cho người vớt, không theo nước xoáy mà trôi, không vướng vào cồn đảo, tự nó không rủa mục bên trong, phải thẳng tấp mà trôi thì mới ra biển được. Chần chờ do dự, không nhất quyết thì không đến đích giải thoát giác ngộ được, vì còn vướng còn tấp chưa chịu trôi. Trong kinh ta dạy rằng là khúc gỗ mà nó trôi nó phải vượt qua mấy cái điều cấm kỵ đó, không để cho người vớt. Tôi nói ví dụ như giờ đây là mình đang tu hành vậy đây, cái rồi cái giờ thì vì một cái tổ chức nào đó hoặc một người nào đó mà họ có cái tiền tài quá lớn, hoặc là cái uy quyền họ quá lớn, cái họ lôi kéo mình, cái là mình bằng lòng cam tâm phục vụ với cái tổ chức đó, mình bỏ mất cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, đó là người vớt rồi đó. Mà biết bao nhiêu người đang tinh tấn tu hành vậy mà chỉ vì tiền tài, chỉ vì danh vọng địa vị, cứ để cho ta vớt cái một, không để cho người vớt. Không được trôi tấp hai bên bờ. Trôi tấp hai bên bờ chẳng hạn như cái bờ thường kiến hay là cái bờ đoạn kiến. Nếu mình chấp về thường, mình cũng bị tấp trên một bờ rồi. Nếu mình chấp về đoạn kiến, mình cũng bị một bờ rồi. Hoặc là mình chấp về duy tâm siêu hình, ví dụ vậy, thì mình bị vướng về một bờ rồi. Hoặc là mình chấp về duy tâm duy ý chí thì mình cũng bị một cái bờ nữa rồi. Không được tấp, không để cho người vớt, không được theo nước xoáy mà trôi. Theo nước xoáy mà trôi là mình cứ lòng vòng, nay gặp đạo tiên cũng tu, mai gặp đạo chúa cũng tu, mai mốt gặp đạo bà la môn cũng tu, bữa kia gặp đạo hồi cũng tu, bữa nọ gặp là đạo cao đài cũng tu, rồi bữa nọ mình gặp học thông thiên học mình cũng tu. Có nghĩa là nó cứ giống như trôi chỗ nước xoáy, nó không có trôi, nó cứ vòng qua vậy. Thành ra là hễ mình học về giáo lý chánh pháp rồi, mình coi cái nào có lợi ích là mình quyết, nhất quyết là nhất thiết liệu, chứ đừng để trôi lòng vòng. Mà trong Phật tử chúng ta là ưa trôi lòng vòng lắm á, cái gì mình cũng tin được hết, không phải vậy. Cái đạo nào mình cũng tin, cái chuyện đó của người ta, mình không có quyền bác bỏ đánh đổ người ta, không cần nói để cái gì cho mít lòng người khác. Người ta có quyền tín ngưỡng của người ta, riêng mình phải có cái quyền tín ngưỡng chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp của đạo mình. Như vậy là cái cây đó nó không có trôi theo cái dòng nước xoáy, cho cái chỗ mà nước xoáy lại cứ trôi vòng vậy. Mình thấy đạo nào cũng tốt, không phải vậy. Tốt với ai, tốt với căn cơ chúng tánh nào thì nó có cái tốt chứ không phải là không. Nhưng mà còn cái người học Phật thì cái tốt của người học Phật nó dựa vào căn cơ chúng tánh nào. Không để tấp vô cồn đảo nào đó, vô trong một cái tổ chức nào đó, một cái ý thức nào đó, tự nó không rủa một ở bên trong. Ví dụ như bên ngoài mình hình thức mình có tu rất là dữ, họ nói đâu là A Di Đà Phật, nói đâu là Mô Phật, dòng có hiền lành lắm, nhưng mà thật chất ở bên trong là mình không có tu thiệt, nhu mì nhũ mỹ mềm dịu bề ngoài, mà bên trong không có hành đạo thiệt, thân khẩu ý không thiệt. Đó là coi như là cái gỗ này tự nó rủ mục ở bên trong, nó không trôi ra biển được đâu. Thành ra khúc gỗ trôi ra biển phải tránh năm cái điều cấm kỵ đó, người tu hành cũng phải tránh năm cái điều cấm kỵ đó.
học theo kiểu tầm thường, học trích cú tầm chương, học hiểu để mà ngâm phong vịnh nguyệt, học để mà uống ba tấc lưỡi nói cái chuyện trên mây trên trời, để mà dọa hù những cái người cả tin và nhẹ dạ. Tôi xin nhắc cái đại chúng là học Phật không có nói chuyện trên trời trên mây. Thiền thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, trời lấy mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh, lấy tay mà nghe là chỉ bằng bặt, không hề có nghe được gì. Do vậy cho nên Khổng Tử nó phi cao vượt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao đâu, trời cũng không phải ở xa đâu, mà trời là ở cái tấm lòng tu thập thiện nghiệp của mỗi chúng ta. Chúng ta tu thập thiện nghiệp là chúng ta sống cái an lành, cái hạnh phúc của trời. Chúng ta sống theo tứ đế thập nhị nhân duyên là chúng ta có cái an lành, hạnh phúc, cái quả vị niết bàn của A-la-hán, của Bích Chi Phật. Chúng ta hoàn thành lục độ giảng hạnh thì ta là vô thượng bồ đề, là Phật. Do vậy cho nên không có người mà cũng chẳng có Phật trời chi. Phật trời là ta, mà người cũng là ta. Đó, từ từ người ta học cái đó mở vậy đó. Ta là phàm phu, mà phàm phu trong ta, Phật nói rằng tất cả mọi người có khả năng thành Phật, mọi người có Phật tánh, mọi người đều có tri kiến Phật, đó là kinh Pháp Hoa. Mọi người đều có Như Lai viên giác diệu diệu tâm, mà còn có huống chi nữa là trời trong lòng ta không có sao, A La Hán trong lòng ta không có sao. Không có thì làm sao mà ta chứng được A La Hán? Sở dĩ ta chứng được A La Hán là vì trong lòng ta có A La Hán. A La Hán là xuất ly tam giới mà ta còn chứng được thì trời tại sao trong lòng ta không có? Cho nên là trời ở trong lòng ta đó chứ, đâu có phủ nhận trời đâu. Còn không có người là vì sao? Là người đối với đạo Phật là người nào mà gọi mình là người, là người là chấp ngã, mà người phải gọi là sát thủ, thủ thú. Người là cái tổng hợp của thân ngũ quẩn, chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Cho nên là người là sát thủ thú, nhân vô ngã và pháp vô ngã, thì làm gì có cái gọi là người nào chân thật chứ? Nó là cái tổng hợp của ngũ quẩn. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, mà tam độc thủy bào hư xuất mộc, đọc rồi hết đó chứ. Nhưng mà tại đại chúng không có nghe, hoặc là nghe rồi về không có đọc lại, không có tư duy, cho nên là học rồi nó hiển lộ ra, đừng có vội. Cho nên học Phật không nói chuyện trên mây trên trời. Tôi dùng cái chữ trên mây trên trời là chữ trời là đóng băng một kép, có nghĩa là tôi sẽ biết rằng các vị có phản đối rằng là tại sao tôi nói không có trời. Cho nên chữ trời là tôi nháy, nghĩa là sẵn sàng chuẩn bị cho các vị tấn công thủ rồi giờ nhào vô kiếm ăn. Nó là kiểu người bỏ nó thủ rồi đó, giờ nhào vô kiếm ăn. Cho nên là chữ trời là đóng băng một kép nháy nè, biết rằng có người phản đối chữ đó, chứ không đợi để hỏi rồi mới biết đâu. Không nói chuyện trên mây trên trời để dọa hù những người cả tin nhẹ dạ. Với cuộc sống của tự mình, việc làm chuyện nói rất là mùi, rất là rắc mùi ám chướng u mê. Hở môi ra thì khoe khoang học vị văn bằng, chạm mặt với phiền não đành nằm gác tay trên trán mà chịu đựng cho lương tâm hành hạ, giải quyết không nổi. Nếu mà mình chấp mắt về ngã, chấp về pháp, thì mình sẽ không giải quyết được cái gì hết. Khi mà đụng phiền não vô minh là gác tay trán mà nằm để chờ cho lương tâm hành hạ, chứ không có làm gì được hết đâu. Còn cái người mà giải quyết được vấn đề đó là phải là cái người mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, phải chiếu kiến ngũ quẩn giai giai không, thì người này mới là độ nhất thiết khổ ách. Mà muốn độ nhất thiết khổ ách, muốn giải tỏa những phiền não vô minh, không gác tay lên trán mà nằm để cho lương tâm hành hạ đấy, thì phải đọc cái câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì lúc bây giờ các vị mở tung ra, phiền não vô minh nào cũng không còn được. Còn bằng không thì học vị văn bằng chỉ nằm gác tay lên trán mà chờ cho lương tâm hành hạ thôi, chứ đừng có nói học gì văn bằng mà ngon.
miệng oang oang nói về cực lạc thiên đàng, lòng u uẩn đắm chìm trong a tỳ ngục. A tỳ ngục là đâu? Là đau khổ vô cùng, đau khổ vì dục vọng, vì tham lam, vì dục vọng, vì dẫn tức, vì si mê. Tức là cái khổ đó là khổ a tỳ ngục, nó đang hoành hành ta đó, chứ không phải là a tỳ ngục là phải rớt như lòng đất rồi mới có đâu. Đó là cái học của kẻ hạ lưu. Hạ lưu nói nãy đó, chứ hạ lưu là nháy nháy, nháy nháy có nghĩa là tiện thị đoan viên, cũng thủ bất quý thốn âm, mà sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tự, đắng nhàn quá nhật ngột ngột độ thời, bất khả tích quan âm, cũng bất cầu thanh tấn, đồ tiêu thập phương tính thi, mà diệt nải cô phụ tứ âm. Nhưng mà hạ lưu á, dưới nhãn quan của tác giả chính đạo ca, vấn đề chủng tánh căn cơ người thích tử phải lưu tâm mà bồi dưỡng nó, phải lưu tâm bồi dưỡng về vấn đề chủng tánh, về căn cơ mà mình để mà mình tu mới có kết quả tốt đó. Hết giờ.